nó cái nắng quá, cái lá lá cà nó không được tươi cả nhà, nó héo héo vậy nè. Rồi 12 giờ trưa cả nhà, nắng lắm luôn. Đó, cà tím nhiều lắm. Trái. Trái. Đó, trái nhiều lắm cả nhà. Bây giờ chắc chưa mình được gửi ảnh đó cả nhà, cho nên mình đi ra mình thăm vườn rau và hái hái cà. Đó, lớp nào cà chua bi nè, lớp nào cà tím cả nhà. Đó, cà tím bữa nay á là mình có ăn nữa rồi cả nhà. Bữa hổm thì hái một đợt rồi, bữa nay hái thêm một đợt nữa là đợt hai. Đó, bây giờ cà tím này thì chiều nay là mình làm một nồi mắm kho. Đó, một nồi mắm kho ăn luôn cả nhà. Trời ơi, thấy thích luôn cả nhà ơi. Để mình quay qua ha. Trời 12 giờ trưa nắng lắm, nhưng mà có hơi gió. Trồng á thấy ham lắm đó. Có hai loại cà bi, ô quên, hai loại cà tím á, cà tím chà, cà tím xanh và cà tím màu tím á cả nhà.